Hello mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha mọi người. Hello Buddha, Bunda, cảm ơn Bốc Phun, cảm ơn Indonesia, cảm ơn mọi người. Thì hôm nay em cũng được nhận mấy món quà. Hôm nay em được nhận mấy món quà từ mọi người. Dài dằng dặc. Xin lỗi, đầu tiên là xin lỗi. Chưa không biết là khúc xin lỗi gì. Nhưng mà không biết xin lỗi cái gì, nhưng mà chữ đầu tiên là xin lỗi đã. Bỏ qua câu thứ hai nhá. Bỏ qua câu đầu của thứ hai. Từ từ để zoom lên không các bà này. Bà đã bỏ chân xuống. Tôi vừa tôi to quá. Đến một tí. Rồi. Câu đầu là xin lỗi. Câu thứ hai bỏ qua. Và chữ bắt đầu thứ ba là hy đạt. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn và luôn vui vẻ trong một năm nay. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, mang đến biết bao hạnh phúc, những tiếng cười, những câu chuyện cười, những giọt nước mắt, những nỗi buồn, những nhẫn lại, những đấu tranh và kỷ niệm ngọt ngào nhất đáng nhớ. Chúng tôi rất khó quên, hãy cho phép chúng tôi, ngay cả khi đây là lần cuối, để ghi nhớ cuộc gặp gỡ ngọt ngào của bạn. Trước khi bạn vì tìm thấy một người mới trong cuộc đời của mình, vì ích kỷ nên chúng tôi không thể quên được những kỷ niệm đẹp bên nhau. Xin lỗi do sự tồn tại của chúng tôi, điều đó khiến bạn không thoải mái. Xin lỗi vì bài viết của chúng tôi đã khiến trái tim bạn đau. Xin lỗi vì tình yêu to lớn của chúng tôi dành cho bạn. Xin lỗi vì sự dũng cảm của tôi. Chúng tôi kỷ niệm một năm gặp lại các bạn. Xin lỗi. Nắm xin lỗi quá. Đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn giữa hai bạn, vì điều đó làm chúng tôi rất đau lòng. Dù quyết định của bạn là gì, chúng tôi đều chấp nhận. Vì người có quyền với cuộc sống của bạn là bạn. Nhưng chúng tôi ở đây chân thành cầu xin, hãy cho chúng tôi một thời gian để làm quen với sự cách xa của bạn. Nếu bạn bỏ buộc chúng ta phải nhanh chóng quên đi những kỷ niệm đẹp đó, thì đó như là một điều không thể chúng ta làm được. Cảm ơn cảm giác phi thường đã tạo nên cảm xúc cho chúng tôi từng khóc năm nay. Và một điều nữa, đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, mặc dù tồn tại của chúng ta không có thật vô hình, chúng ta luôn ở đây phía sau bạn. Những người không bao giờ mệt mỏi cầu nguyện cho bạn, như tên và mục đích của nhóm chúng tôi là TGD, Tem Li Lê. Nói chung là tiếng Anh mình không thuộc, không đọc được. Tem Li Lê Fra Year. Chúc bạn luôn được đấng toàn năng che chở, tránh xa những kẻ thị phi, sự nghiệp nhanh thành công, hạnh phúc luôn vây quanh. Điều quan trọng nhất là điều khỏe mạnh, hãy quan tâm đến sức khỏe, đúng không? Làm việc chăm chỉ là phải có sức khỏe là số 1. Vì có khỏe chúng ta mới làm được nhiều việc. From TGD and Indonesia. Lúc 13:47. Và đây là bức thư của các bạn Indonesia gửi cho Đạt. Và đây nữa. Còn đây nữa. From Vidat Hồng Kông. Arum
Azura, Anisa, Kimi, Luvi, Happy 1. ST là cái gì? Chúc bạn tự tin hơn trong mỗi bước hành trình của mình. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, yêu, tình yêu và hạnh thịnh vượng trong giai đoạn mới của cuộc đời. Và đây nữa, các bạn tặng mình một giỏ trái cây. Và đây nữa. Đây nữa. Chúc bạn tự tin trong mỗi bước hành trình của mình. Chúc hạnh phúc, bình an, tình yêu, thịnh vượng trong giai đoạn mới của cuộc đời mình. Vẫn là của các bạn vừa lấy. Vẫn là của các bạn vừa lấy mọi người ạ. Cắt cái đấy ra xem là cái gì đấy. Ai biết được tôi kéo ở đâu? Mày gội đầu à? Xong ra quán luôn. Cái này gửi cho em. Đây đây. Tiếng Indo mọi người ạ. Đây của các bạn Indo hay sao ấy? Toàn tiếng Indo thôi. Như gửi cho bồng hay sao ấy, toàn váy hay cái gì không có chữ gì cả. Thank you Indonesia. Không nhưng mà thực tại khui ra xem nào. Hả? Người gửi là Mama Thank you Ranti đúng không? Ranti đúng không? Ranti. Thank you Ranti. Thank you Indonesia. Nhưng mà từ xem cái gì đã. Đây rồi. Mày để cái bó hoa tiền đấy xem mày để ở đâu cho nó đẹp nhỉ? Đưa đây. Đây cho anh. Đây. Đây, để ở đây luôn đi. Đúng không? Gửi cho bồng luôn. Không, nhưng mà toàn váy thì chỉ có cô bồng thôi, tao mặc váy đâu. Ai biết được tao có mặc váy đâu, tao nhìn cái ảnh toàn váy tao biết làm sao được. Ừ, ai biết được. Váy à? Váy đỏ chứng tỏ là đen. Cái gì mà váy đỏ chứng tỏ là đen con điên này. Đúng váy mà. Bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa bà già. Đây toàn váy thôi. Đúng rồi, toàn váy. Toàn váy thôi mọi người ạ. Nói chuyện vậy. Toàn váy Indo hay sao ấy?
Này cho mày cái này này. Đấy. Cho mày cái túi. Đúng rồi, gửi cho bóng rồi. Chắc chắn. Đấy. Đúng rồi, gửi cho bóng. Đúng baby bóng này. We hope baby bóng. This dress. Thank you Indonesia. Chúng tôi hy vọng bóng thích. Ừ đúng rồi, đây đây có thiệp, có thiệp, có thiệp, có thiệp. Này. Đây anh đọc thiệp đi. Thế này thì biết được nào mà đọc cả mọi người. Toàn tiếng Indo. Tiếng Anh không ạ? À toàn tiếng Anh. Em vừa đọc đấy, em vừa đọc lại. Nhưng mà mình hiểu như này. Chữ Barbie thì chắc chắn là con gái rồi. Con trẻ con rồi. Barbie bóng. Đấy có nghĩa là cho bóng. Dành cho bóng. Happy à? À đâu? Đây là we. Chúng tôi we hope. Chúng tôi gửi cho bóng. Để em dịch luôn nhá. Chúng tôi gửi cho bóng. Mong bóng được vui vẻ. Hết. No name. No name có nghĩa là không để lại tên. Đấy trời. Trình độ sợ thật đấy. Trình độ tiếng Anh của em là một đẳng cấp mới. Hát bài gì đó mọi người. Mình còn say phút lâu dài. Gì may mắn khi có em khổ quá. Độc thoại à? Nói chung là những cái nơi này mình lời này mình muốn gửi đến các bạn Indonesia. Nói chung là kể cả các anh chị của gia đình Vi Lạng thế thôi. Hay là bất kỳ ai, các bạn hãy làm những việc các bạn thấy vui là được. Còn mình cũng không thể ngăn cấm hay là bắt các bạn phải làm bất kỳ một cái gì cả. Các bạn hãy làm theo cảm xúc của mọi người thôi. Còn mọi người muốn làm gì đấy là lựa chọn của mọi người và cảm xúc của mọi người. Đạt không bắt ép được. Ừ.